Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Blue Zone nha. Hôm nay mình đi Squad anh em nha. Nay thì mình đi chơi với ba bạn người lạ nào anh em. À, đồ chưa trơn mà thấy ông AK gì chí Ê, tôm rồi anh em à. Rất là xịn sò con bò rồ bát sáng luôn anh em. cậu làm đi. Ôi trời, gọi cũ Ôi trời ơi, quá. sao mà mấy ông này làm ngôi sao Việt Nam nhiều thế nhỉ? Tại nhiều hình quá. Ở đây chắc Không là hiểu được. cái team lướt Nó dạo rồi mất anh nhưng em mà à. bây giờ đẹp. Thường thường Để bên thì xuống mấy nhà bạn em trẻ vào này trong chơi. để, à không biết mấy ông nội này nhảy đâu đây. Ủa. Mấy bạn trẻ mà Ừ. để hình ngôi sao là toàn toàn mấy thanh niên trẻ trâu đi Toàn lướt chơi dạo thôi anh chơi em. nhau. Và đây thì Sao vậy đâu được vậy đâu. mình bay vô cái khu school Wow. đi. Chúa tể school, chúa tể chung cư. Mọi nẻo đường nào cũng có mình xuống nhưng mà ít xuống cảng lắm anh em à. Xuống kẻ không có súng gãy hoài, hơi bị lười lắm. Thôi thì đi school coi có bạn trẻ nào không ngay đường bay luôn nè. Rồi ông số 4 có vẻ như là ông đã tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Hiện tại thì có một team này chuẩn bị nhảy vào school cùng chúng ta anh em ơi. Súng đầu đưa súng đây cho tôi anh em ơi. Rồi. Toàn rồi, xương này con không về dưới đất mẹ rồi. Rồi, có cái lục xấy luôn. Qua đây có loot được cái gì không đây? Thôi 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 té anh em mà té té đi. Ôi là trời, nhảy sao nó không ra ngoài anh em nhỉ? Thôi thôi té đi, sân này con không về rồi. Lên xe nào. À có một bạn trẻ vừa đi vào cái nhà đối diện. À nhảy xuống luôn. Thôi thôi té lẹ. Ê ở đây bên này cũng có boss có người luôn. Ơi né vô né vô. Chạy ra đây hả bạn? Chạy ra đây. Ừ, rồi, hết đạn rồi. Hên cho thanh niên bằng áo quạ là anh em à. Đây đây, được cái DP này anh em ơi. Rồi, Uzi luôn. Đầu lú cái đầu ra đây. Hello my friend. Đưa cái đầu ra đây nào. Không đưa đầu hả? Khôn với ta. Thanh niên quạ rất là thông minh anh em ơi. Có vẻ như thanh niên quạ chưa loot được cái súng nào thì phải. Đây. Phía bên trái và sau lưng có team và có boss luôn. Đi với team người lạ thì chúng ta đừng nên chủ quan về một điều gì anh em à. Đây đây, có vẻ như bạn ấy đang đứng trước mặt chúng ta nè. Chúng ta nên đi với team squad nhưng mà phải chủ động trong tình thế, nếu không có súng thì tưởng tượng như chúng ta đang đi solo squad anh em nha, chứ tình hình trông chờ vào đồng đội thì đó là một điều rất là khó khăn. Thanh niên quạ đang rất là tích cực loot anh em ơi. Đó. Tích cực loot kìa 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 kìa. Anh trai đang nhảy xuống. Anh trai đang nhảy xuống này. Rồi. Top máy bay hả bạn trẻ? Ok. Giết luôn top máy bay luôn anh em à. AK gấu hả bạn? Gấu AK gì đây hả? Chí tôn hả? Trừ 35 điểm nè. Này thì đi solo squad với chúng tôi. À nhầm, đi squad với chúng tôi. À một thanh niên bên trái này. Shotgun hả bạn? À gấu nữa. Gấu nữa hả? Gấu. Gấu chó hay gấu mèo luộc hết nghe bạn. Có vẻ như bạn gấu này là chung với cái ông gấu gì hồi nãy nè anh em. Có vẻ như tên giống nhỉ. Rồi. Lút phía nhà đối diện và im ghê luôn rồi anh em ơi. Qua đây lút vài một vài căn nhà anh em ơi. Nơi coi. À cái ông số 4 còn sống ông qua ông bắn DB bên này luôn anh em à. Lâu lâu làm vài trò khỉ trò mèo anh em xem được cho nó vui vẻ nè. Ông số 4 ông để qua tới đây ông cầm DB rồi. Đâu rồi? À còn smoke này. À nằm ở đây phải không? Rồi clear luôn anh em ơi. Clear luôn rồi. Ông số 4 ông nãy giờ ông bắn khịa khịa nào chết hết mấy mạng rồi anh em. Rồi đổi cây súng cái đã. Ok nhấn nhầm à. Đang cầm UMP mà đổi hơi sai hướng. Ném smoke ra để kiếm chiếc buggy, lấy chiếc buggy. Sợ những con gắn sương mù này lắm anh em, mà đi mấy cái này đều sợ nhất là sương mù và gắn. Sương mù thì nó sẽ cộng điểm nhiều hơn mấy cái map thường. Sandhawk cũng có sương mù nữa nhưng mà sương hốc thì gắn quá là nhiều đi, bắn hay bị giật mình. À vào đây đổi cái giáp chứ kiếm chiếc xe đi. Đây có chiếc xe này, đổi lấy chiếc xe thôi. Nó ok luôn á, phải không?
Chạy chiếc tít là có vẻ như bị im hẳn. Sao này em đi em đút hoài ta? Này ông chưa đủ đồ hả? Đi rồi đó, chạy đi lên đây nè bạn ơi. Hello. Rồi, ra đây ông ăn con boss rồi. Nhanh nào, nhanh nào. Ngoài bo rồi nên cố gắng chạy nhanh vào bo thôi. Còn ba mươi mấy người nữa nè. Rồi, có một cái thính nào đang thả. À, phía bên đây luôn nè bạn ơi. Chuẩn bị đối đầu với một team squad nào. Không biết có ai lượm không, thấy bắn thính vàng vàng này. Nhặt thính chưa ở đây, không biết nữa. Đâu rồi, đây, phía trước mặt nè. Bắn thính như thế này chắc có vẻ như mấy ổng đi nhặt xong rồi ổng đi luôn, cũng không chừng đi lên coi còn cái súng lởm gì không đây. Lên đây coi. Đâu rồi. À, chưa, có vẻ như còn đây ông ơi. Còn, rồi, nghe tiếng súng luôn, à nhầm, nghe tiếng xe luôn. Này thì nghe tiếng xe hả bạn. Xe cho bạn sợ nè. Ôi, con này ông bắn đi bê bắn chậm. Bắn chậm á, AUG bắn chết luôn anh em ơi. À, ui trời. Toàn rồi anh em ơi. À nó đẩy kìa, còn một người định đẩy hả. Xong rồi. Xuống đây luôn anh em, ok. Hên quá anh em à. UMP còn đạn chống thôi là kiểu như sắp mặt rồi. Đó, một pha cân 3 Indo luôn. Đi vào lòng đất luôn anh em à. Đừng quên like và nhấn đăng ký kênh giúp mình sau pha highlight đó anh em nhé. Ok, để cứu ông đồng đội này rồi đi lên loot mớ đồ ra. Còn ông nào nói I am boss thì hôm nào tôi lại tiếp tục show tay đi solo squad cho anh em xem nha. I am boss bằng cái kiểu gì đây? Vừa loot, vừa mấy ông này vừa loot thính xong chắc đồ hơi bị nhiều đó anh em. Nãy giờ anh em tôi đang khô cần nước nè. Rồi, làm miếng nước đi. Rồi lút tiếp chứ. Ba hòm xác mà. Đồ đẹp. Cái này cầu thêm một team nữa, lút cũng còn dư sức nữa nè bạn đây. Xác này. Cái cây UMP sinh nhật này, cái bộ skin level 7 là đẹp quá anh em à. Đó anh em thấy không? Màu tím mộng mơ luôn nè anh em. Như một bộ đàn luôn nè. Bò nó đi qua bên kia xong rồi. Mà hai đầu thì ở trong mép bo nữa. Thôi chúng tôi kiếm chiếc xe này cái đã. Đổi chiếc xe con bò đi dọc bờ biển coi có chiếc thuyền nào cập bến không. Bây giờ chỉ còn nước là đi thuyền mới tránh được bão thôi. Chứ nếu mà đi lệch hướng hai đầu thì nó bắn cho sắp mặt. Thuyền cái coi, có cho tôi chúng tôi chiếc thuyền coi. Có hai người thôi, chiếc thuyền nhỏ cũng được. Chứ bây giờ đi cầu khá là nguy hiểm. Cái cầu bây giờ bự chà bá, khó mà qua lường lắm. À đây. Có chiếc tàu nhỏ này anh em, hên quá anh em à. Thôi lội. Đừng có anh em nào mà phát hiện chúng tôi nhé, chúng tôi là người tàng hình. Ở Mila chúng tôi là người tàng hình. Ok, let's go. Đây. Đi vào bo hướng này này, ui. Chiếc tàu này lái hơi bị khó anh em à. Nó hơi nhấp nhô, khi anh em tăng tốc nhấp nhô thì anh em lấy qua bên phải hoặc bên trái thì nó có vẻ nó hơi khó điều hướng. Chiếc thuyền kia thì lái dễ nhưng mà khi tăng tốc nó hơi lâu. Chiếc này nó chạy nhanh hơn này. Rồi, vô bờ. Mong là đừng có bé na nào nằm cỏ phía trước nhặt nha. Chứ bây giờ nằm cỏ phía trước mặt là anh em tôi kiểu như không còn đường sống luôn đó. Rồi, uống miếng nước cái đã. Uống nước cái tiếp tục chiến đấu nè anh em ơi. Còn ít người quá, bo nữa này. Chạy bo tới luôn này, không có chiếc xe nữa là coi. Xong rồi. Đây, hai anh em tôi đi chỗ này khá là xa mới kiếm được một chiếc xe. Mà bo nó lại kéo vô đây nữa anh em ơi, trên đồi này. Ôi, bắn nữa à. Rồi, vô tốc bờ luôn. Cố gắng dành một cái top 1 xịn sò cho anh em nhé. Chứ bây giờ còn nhiều người mà sương mù nhiều quá, khó quá anh em à. Không có xe nữa thì nó lại càng khó hơn. Hai người mà chống với team squad thì ui là thôi. Cuộc đời này đi về đâu đây. Đây có chiếc xe thôi, mình dòng lên cái chỗ trạm phát sóng rồi đó. Cái trạm phát sóng là cái khu cao nhất bên quân sự này. Theo như mình nghĩ thì chắc có team nó lên trên đó rồi anh em à. Tại vì mình đi trễ mà. Thứ hai nữa không có xe nó đi
bơi qua bờ biển, đi tàu qua bờ biển thì nó cũng khá là khó khăn trong cái thời gian mà bo nó giật vào. Nếu mà đi cầu ngon quá nhưng mà nó bị cam cầu không được, nên chúng ta phải đi đường biển thôi. Đây thằng canh con có vẻ như nó mới bắn thính nè anh em. Ồ là toàn rồi anh em à. Rồi nó mới bắn thính nữa kìa. Thằng này nó cứ thích khịa thì phải. Đứng trên này hơi bị tù túng quá. Đâu rồi, có bạn trẻ nào đây không? Nó bắn thính là chắc chắn nó ở trên đó rồi. Uống nước nè anh em ơi. Giữ thể lực là quan trọng. Lên xe nào bạn ơi, lên xe. Let's go. Còn đợi chi nữa mà không lên xe. Đây trả xe lên luôn nè. Nó bắn thính trước mặt luôn kìa. Kiếm góc thôi. Bo này xấu quá. Đường bo này chỉ có trên đồi đó là ngon nhất thôi mà nó chiếm luôn rồi. Tình hình thấy không ổn rồi. Đây để đi vòng vòng ở cái góc này rồi. Bo nó lại giật trên đồi nữa kìa. Có địch mà tôi thấy rồi, nhưng mà cái góc này khó thấy lắm. Chứ lại xa nữa sao mà thấy nổi. Góc này hẹp lắm, nếu mà xé nóc thì nó cũng ấy thôi, Dead in lên the xe thôi car. bạn ơi. Nếu mà xé nóc Dead in the thì car. thôi kệ bắn nóc luôn ạ. Cũng khó mà gạt lắm. Marked a location. Đây sao thấy chỗ này thì nó lại khuất, chỗ này xé thì ngon nhưng mà nó lại khuất dưới đồi đây. Quá là xa luôn, thôi thôi. Té đi ông bạn ơi. Get in the Lên xe, car. lên xe, lên xe. Dòng qua bên kia thôi anh em ơi, dòng qua bên kia thôi. Dòng qua bên cái trạm mặt sóng này. À đây trên này nó bắn nữa này. Đợi cái ông số 4, ông đợi ông lút cái thính đi rồi mình tính tiếp anh em ơi. Bo vô nữa nè. Sao mà nó bo vô lên cái đồi đó không mà ta ơi. Get in the Lên car. xe nào, lên xe nào. Thời gian không còn nhiều. Quan trọng là cố gắng làm cái top cho anh em thôi. Đây, bo này xấu quá không có thể nhiều kill được rồi. Rồi, rồi xong luôn. Xong hai bạn nữa rồi. Hai thanh niên đó nó bắn ghê dữ ta. Bo vô đây. Rồi, tới đây thôi nào. Ok. Tấp chỗ này là ok nhất. Nếu mà ở trên này nhảy xuống thì dứt luôn. Chỗ này nhảy xuống còn đường nào nữa. Đó. Nguy hiểm chưa, nguy hiểm chưa. Đứng vô đây cam là hết sảy luôn rồi. À nó còn bắn ở trển nữa kìa. À vừa bắn vừa cứu anh em ơi. Tưởng gạt luôn rồi chứ. Ai vậy, chưa gạt này. Áp sát rồi, áp sát rồi. Đó chỗ này là đỉnh luôn này. Đứng chỗ này quay ra bằng nào nhảy xuống là cái như headshot, headshot à, clear luôn. Rồi còn hai bé trên này. Bò vô này. Cố lên thủ thôi anh em ơi. Mình nói ngoài đây chắc ông kia không nghe đâu anh em hả. Cố gắng thủ thôi. Đó. Tình hình thế này thì chờ bo vô một chút thôi. Ở trên kia là nó còn được một cái lõm. Lõm hơi bự anh em à. Ngay chân cái đài quan sát luôn này. Trạm quan sát này. Hôm nay ông đứng đây chỗ này gì ta. Làm như ông hách hay gì ông thấy đường nào đây. Chào thử coi có ai không. Trời thử có ai không. À có tiếng này. À được được được. Bắn đi chứ, bắn bắn bắn. Ừ bắn đi. Chỗ này phải không. Chỗ này phải không. Chỗ bơm thôi. Trời bơm ok. Rồi xanh mồ bạn trẻ rồi. Rồi vậy là còn một thôi anh em ơi. Ngon quá. Chơi bơm mà chí quá anh em ơi. Còn một, còn một. Báo còn một thôi nghe. Để ông kia ông tưởng còn hai. Ông lo ông thủ thủ và là thon. Không biết ở trên này hả đâu ta nghe. Vừa tiếng ở trên này này. Đó, chiếc bom mình ném hơi bị chí luôn á. Ném qua đây đi. Ném qua đây đi. Còn ba bốn trái lận mà. Có anh em không ta. Đâu rồi. Hay là ở trên gốc cây này. Ơ. Thôi thôi thôi. Từ từ thôi. Không được gì phải vội vàng. Đừng nóng vội bạn ơi. Nóng nảy là dễ cháy. Đâu rồi. Thanh niên đẩy xuống à. Đẩy xuống à. Ok luôn em. Và anh em thấy clip hay đừng quên nhấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye anh em.